Xin chào mọi người nhé, hôm nay thì cùng em mình đón mấy thành viên mới liền luôn này. Đây là hai con mào này, đây là một con gì vậy nhỉ, sáo á. Đây chim sáo này, cầm nặng như con gà luôn. Đây là hai con trào mào. Bây giờ mình nuôi chim khắp nhà, mình còn một chim quý lâm với cả một con chim quỳnh quyên nữa. Tôi thảo em thôi. Đây là con trào mào có ấy đúng không? Con này là con có cái gì nhỉ? Mí lửa. Mí lửa đỏ đỏ. Không tự ra. Hay chết rồi. Tèo rồi. Cứ im lắm. Cái thò thò tí đuôi kìa, vỗ vỗ dưới này. Lượng bé quá. Vừa hôm trước các bạn yêu cầu là sao mà không thấy làm về video về trào mào nữa, hôm nay mình ra mình thúc luôn hai con mọi người ạ. Hôm trước thì đang về không quay được, cái con lâu lâu mình quay thì mình mang về quê rồi. Úi da, cẩn thận ra mất thì rồi. Cho mọi người có xem con mí lửa này. Mí lửa. Từ từ cho lên hết được. Đấy, mí lửa đây mọi người. Nhìn từ từ bạn, chưa nhìn rõ. Này. Có ít bên này nhiều hơn này. Chưa lên hết được. Đấy đi. Đây là từ. Xa gần làm gì lấy được nét, xa xa thôi. Cô nói tóm lại là con nhìn cũng hơi mờ mờ đây mọi người này. Ủa thảo đấy. Cô có một tí lửa lửa, nhìn ngoài rõ hơn. Nó biết đầy đủ. Đó, đây một con này. Con này thì có bí lửa, con này thì không, con này thì không có. Đứng lâu phết đây, không có nhảy mấy. Cứ để các bạn, thả luôn này đi. Con sáo thì mình cho cái lồng kia. Nặng thật, cái này nặng quá. Chim to. Cái này có vẻ nhảy nhiều hơn mọi người. Như kiểu màu lân đẹp. Chứ đưa cho xem nào. Không có. Con này màu đẹp này, màu cao hơn màu kia đúng không? Ừ. Cong cong nữa. Lân. Con này nhốt tạm vào lồng này mọi người. Ui giời. Con này nhảy hơn con kia nhiều. Con bên này thì không nhảy mấy này, vẫn đứng nguyên từ nãy giờ.